các bác cứ chọn thoải mái đi các bác nhé. Bởi vì là em Tuấn nhiều lúc là em Tuấn muốn quay video cho các bác, nhưng mà khi quay video thì nó lại nghiêng hay các hình ảnh nó không được thực tế. Em sẽ chụp ảnh lại cho bác như này để bác xem lần lượt từng mẫu, em nghiêng từng góc cạnh cho bác để bác nhìn nó chi tiết hơn. Hôm nay em giới thiệu cho bác con Hublot nhé. Con Hublot này là cơ automatic ạ. Đấy. Đối với những dòng này thì các bác cứ chọn mẫu, hoặc là bác nào mà muốn mẫu khác thì bác chỉ cần nhắn tin vào Zalo là 0911169961 đấy, nhắn vào Zalo em Tuấn sẽ gửi cho bác các mẫu để bác nó chọn, xem nó sẽ lựa chọn nó sẽ hợp lý hơn. Còn bây giờ em sẽ lồng kiểu này thì để cho các bác cái hình ảnh nó giữ nguyên thì các bác sẽ nhìn được chi tiết sản phẩm hơn là khi mình quay video mình di chuyển trực tiếp ấy. Mình di chuyển trực tiếp thì làm cho cái hình ảnh nó bị lóa nên mình không thực tế được. Nên em sẽ thường xuyên làm cái video như thế này để cho bác nó tiện thể là nhìn ở chi tiết lên là cái mặt kính, rồi là nghiêng các góc các cạnh, rồi là các điểm nhấn của chiếc đồng hồ Hublot này. Đây là dòng layout bác nhé, dòng layout nên là nó đẹp, gần như là phải nói là đẹp xuất sắc luôn đấy, 19/10 luôn đấy, layout 19/10, và giá thành thì cũng rất hợp lý. Và các bác nào mà cái mức kinh tế của mình nó vừa phải thì cứ dùng những dòng này mà chơi các bác. Kinh tế của mình nó hạn chế thì mình cứ loại này mình chơi. Dòng layout này thì có bác nào muốn loại đính đá nhé, có cả loại đính đá luôn, đính đá bên mặt, đính đá toàn mặt, hoặc là đính đá mặt hoặc đính đá viền đấy. Thì riêng đính đá thì giá nó sẽ chênh lệch khoảng vài trăm nghìn đấy. Thì các bác có thể không thích mẫu này thì có thể nhắn vào Zalo 0911169961 thì em Tuấn sẽ gửi các mẫu khác cho bác xem. Đấy, như thế này thì đấy, nó nghiêng cái góc cạnh này thì bác nhìn cái chốt khóa này, em giữ yên như này thì bác nhìn nó rõ góc, rõ cạnh như này để mình tham khảo. Còn khi em quay video em cầm điện thoại, em cứ nghiêng đi nghiêng lại nhiều thì các bác cảm thấy là nó khó đấy ạ. Con này cơ automatic tự động lên cót bác nhé. Tự động lên cót, có nghĩa là các bác đeo vào tay là tự động lên cót hết. Là ngày cho bác không phải lên, nó gọi là automatic tự động hết. Automatic tự động lên cót, lên giờ. Chưa? Tất cả những sản phẩm đấy, các bác chỉ cần nhắn vào Zalo cho em Tuấn, em sẽ báo hết cho bác luôn. Chào các bác. Hẹn các bác trong Zalo giao dịch.